Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 4 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Huyện Ân Thi sẵn sàng cho năm học mới 2018-2019. Huyện Khoái Châu sáp nhập 8 trường học trên địa bàn bảo đảm công khai, dân chủ và đúng quy định. Xử phạt công ty giặt thời trang quốc tế hơn 220 triệu đồng vì xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. 4 người thương vong trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phòng bệnh lem lép hạt trên lúa mùa sao cho hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay phường An Tảo, thành phố Hưng Yên tổ chức lễ đón bằng công nhận trường mầm non An Tảo đạt chuẩn quốc gia. Dự buổi lễ có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Trường mầm non An Tảo được thành lập năm 2007. Trong những năm qua, nhà trường từng bước phát triển vững chắc. Hiện trường có 9 phòng học kiên cố cao tầng theo hướng chuẩn. Tỷ lệ trẻ đi học chuyên chăm đạt 97%. Tỷ lệ trẻ được đánh giá đạt các chỉ số theo chương trình giáo dục mầm non và bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn không ngừng được nâng lên. Hàng năm trường được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, nhiều cán bộ giáo viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường mầm non An Tảo. Huyện Khoái Châu vừa sáp nhập 8 trường học trên địa bàn ngay từ đầu năm học mới 2018-2019 này. Huyện Khoái Châu đã tiến hành sáp nhập trường tiểu học Tân Tân A với trường tiểu học Tân Tân B thành trường tiểu học Tân Tân, trường tiểu học Phùng Hưng A với trường tiểu học Phùng Hưng B thành trường tiểu học Phùng Hưng, trường tiểu học Chí Tân và trường trung học cơ sở Chí Tân thành trường tiểu học và trung học cơ sở Chí Tân. Trường mầm non thị trấn Khoái Châu và trường mầm non Hoa Hồng thành trường mầm non thị trấn Khoái Châu. Việc tổ chức sáp nhập và hợp nhất các trường được huyện triển khai đúng trình tự, đảm bảo công khai dân chủ, phù hợp, góp phần tinh giản bộ máy cán bộ. Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, các hoạt động chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới ngắn gọn, lễ học sinh là trung tâm cũng được các nhà trường chú trọng. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, ghi nhận tại trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên và trường mầm non 19 tháng 8, huyện Tiên Lữ. Tại trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, việc học tập vẫn diễn ra như thường ngày. Tranh thủ giờ giải lao, nhà trường đã tổ chức tổng duyệt các nghi lễ, thể thức trong lễ khai giảng. Cũng như mọi năm, phần nghi lễ được nhà trường tổ chức ngắn gọn, xúc tích, giảm thời gian báo cáo thành tích dành cho phần hội với nhiều hoạt động bổ ích, thu hút đông đảo học sinh tham gia để ngày khai giảng trở thành ngày vui tươi, ấn tượng, mang nhiều ý nghĩa. Chúng tôi có tổ chức các cái phong trào hội học, hội giảng, cũng như là tạo một cái sân chơi rất là bổ ích cho các con. Ví dụ như là cho các con thiết kế về cây ước mơ để các con có thể thể hiện cái tinh thần cũng như là mong muốn của các con trong một năm học. Và phần thi này của các con thì các con tự sáng tạo, tự xây dựng, tự thiết kế và tự lên kế hoạch để làm sao mà nó thể hiện được đúng cái ước mơ của các con. Và bên cạnh đó thì tạo được một cái không khí vui tươi, phấn chấn cho các con. Tại trường mầm non 19 tháng 8, huyện Tiên Lữ, các hoạt động chuẩn bị cho ngày khai giảng được nhà trường tích cực chuẩn bị, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết cho phần lễ và phần hội được triển khai ngay từ khi học sinh tự trường. Hiện các thầy cô giáo đang tích cực trang trí, khánh tiết, dọn dẹp vệ sinh, sẵn sàng chào đón năm học mới. Đối với cả tổ chức cái ngày khai giảng ấy thì có cả hai phần, đó là phần lễ và phần hội. Tuy nhiên đối với cả bậc học mầm non, đó là cái ngành mà các bé bé thì cái tổ chức thì chúng tôi cũng tổ chức rất là ngắn gọn trong cái phần lễ. Đó là chúng tôi cũng chỉ là đọc thư và diễn văn một cách trong vòng chưa đến một tiếng. Còn chủ yếu là tổ chức cái phần hội cho các bé. Thì tổ chức phần hội là có văn nghệ cùng với cả các cô và tổ chức các cái trò chơi dân gian cho các bé. Trong cái phần lễ tổ chức ngắn gọn, xúc tích. Còn phần hội động viên tinh thần cho các thầy cô giáo và các em học sinh. Và cũng lưu ý các nhà trường, nếu cái điều kiện thời tiết nó không tốt thì cũng không nên để cho các em học sinh phải ngồi ở dưới sân trường ở cái thời tiết nó xấu, mưa hoặc là nắng. Mà đến nay thì tất cả các cái cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh thì thầy trò đã sẵn sàng với khí thế rất là vui tươi, phấn khởi chuẩn bị cho ngày khai trường và cũng như ngày chào đón năm học mới.
Ngày 5 tháng 9 sẽ diễn ra lễ khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Tại hầu hết các nhà trường, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, công tác chuẩn bị cho năm học mới, nói chung, buổi lễ khai giảng nói riêng đã được chuẩn bị chu đáo. Hiện hàng nghìn cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh trong tỉnh đang háo hức, tưng bừng chờ đón ngày khởi đầu của năm học mới với niềm tin và tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật và toàn diện hơn. Các trường từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông tại huyện Ân Thi đã sẵn sàng cho ngày khai trường trong không khí háo hức, vui tươi, phấn khởi với hy vọng một năm mới nhiều điều tốt đẹp. Trường trung học cơ sở Đặng Lễ có 8 lớp với tổng số 308 học sinh. Hiện nay, thầy trò của nhà trường đang chuẩn bị các khâu cuối cùng để chào mừng ngày hội khai trường vào ngày 5 tháng 9. Các em đều vui vẻ, hồ hởi, cùng thầy cô dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang trường lớp, khuôn viên sạch sẽ, ngăn nắp. Chúng tôi cũng với cái mục đích là tiết kiệm và ngắn gọn, đảm bảo những thông điệp chính của năm học phần hội thì cũng có những chương trình giao lưu văn nghệ để cho các em có những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Hòa chung không khí chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, cán bộ, giáo viên, nhân viên và 563 học sinh của trường tiểu học Quảng Lãng đã tích cực triển khai, trang trí khánh tiết, tập luyện nghi thức, văn nghệ với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trên tinh thần ngắn gọn, tiết kiệm nhưng ấn tượng và ý nghĩa. So với năm học trước, nhà trường đã ngắn gọn một phần, đó là không có phần phát biểu của hội cha mẹ học sinh. Trong cái chương trình của nhà trường ấy thì chỉ có cái phần phát biểu của các cháu học sinh. Bản thân tôi thì tôi cũng đã xây dựng báo cáo hết sức là ngắn gọn. Em cảm thấy rất là háo hức, mong đợi đến cái ngày khai giảng để bước vào một năm học mới. Với hơn 7.500 trẻ ở bậc mầm non, ngày mai các em cũng được hòa vào trong không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. So với năm học trước là chúng tôi không nên cái phần lễ dài dòng của các cháu, bởi vì các cháu bé. Do vậy mà cái phần lễ chỉ là ngắn đi, bớt đi, giảm bớt, xúc tích, không có cái phần, những cái phần dườm dài chúng tôi cắt bớt hết, để chủ yếu vào phần hội. Khắc phục mọi khó khăn, cán bộ, giáo viên và gần 30.000 học sinh ở các bậc học trong huyện Ân Thi đang tưng bừng đón ngày khai trường với niềm tin và tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật và toàn diện trong năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là ý kiến của thầy cô giáo và học sinh một số trường học trên địa bàn tỉnh về ngày khai giảng năm học mới. Cái ngày khai giảng thật sự phải là một ngày hội của các con. Và chúng tôi quan tâm đến cái việc tạo một cái ngày hội thực sự là để thầy cô thì có một tâm thế sẵn sàng chuẩn bị bước vào năm học mới với một cái tinh thần nhiệt huyết để dạy các con. Còn các con thật sự là phấn khởi để đón nhận những cái kiến thức cho một năm học mới, để năm học mới thành công. Cho nên chúng tôi quan điểm là sẽ tạo một cái không khí, từ không khí đến cái buổi lễ thì thật ngắn gọn, còn phần hội là cho các con được thể hiện những cái tài năng của mình, cho con vui tươi và phấn khởi. Cũng như bao bạn học sinh khác thì em cảm nhận thấy rất là hào hứng khi được bắt đầu một năm học mới, và đây là lần thứ hai chúng em được trải nghiệm cái cảm giác ở trường trung học phổ thông Nguyễn Siêu, nên là em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tinh thần chung của nhà trường đó là tổ chức phần lễ hết sức đơn giản, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tính trang trọng của buổi lễ, và chúng tôi sẽ cắt những cái phần mà rườm rà không cần thiết, ví dụ như là học sinh hay giáo viên phát biểu cảm tưởng, tập trung chủ yếu vào phần hội. Thì chúng tôi sẽ tổ chức cho học sinh liên hoan văn nghệ chào mừng ngày khai giảng, và nếu như mà thời tiết ủng hộ, thời tiết cho phép thì chúng tôi sẽ tổ chức cho các em học sinh những trò chơi dân gian, tạo một cái không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng. Cháu muốn là cái ngày khai giảng năm nay thì các thầy cô thì sẽ rút gọn những cái phần đọc diễn văn đi, phần giới thiệu các vị đại biểu, hoặc là cái phần phát biểu của phụ huynh học sinh, phần phát biểu của các thầy cô giáo, tạo thành một cái buổi nói chuyện với học sinh hơn ạ. Và sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động, nhiều trò chơi để cho các học sinh và các thầy cô giáo đoàn kết và gắn bó với nhau hơn, để cho học sinh bước vào năm học mới một cách vui vẻ và hứng khởi. Trường chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho cái lễ khai giảng một cách rất chu đáo. Thì nhà trường cũng đã có chủ trương là sẽ tổ chức lễ khai giảng làm hai phần. Phần thứ nhất là phần lễ thì phương châm là tổ chức rất là ngắn gọn. Còn lại phần hội thì nhà trường cũng đã chuẩn bị cho các em học sinh chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ và chơi các trò chơi dân gian như là kéo co và
bịt mắt đánh trống. Trước thêm năm học mới này thì em cảm giác rất là phấn khởi và vui bởi vì gặp được lại các bạn và thầy cô. Trong ngày khai trường, lớp em có chuẩn bị một tiết mục và em cũng tham gia tiết mục đó, chính là bài Mùa thu ngày khai trường. Trong năm học mới này em mong mình sẽ đạt được kết quả cao hơn. Nhà trường cho học sinh diễn ra các cái phần hội, thứ nhất là về thể dục thể thao, rồi kéo co, rồi bóng đá, chơi các trò chơi dân gian như là ô ăn quan hoặc là nhảy dây, tạo cái không khí vui chơi cho các em. Mà ngay như các cái chương trình văn nghệ của cái buổi khai giảng năm học mới thì các em học sinh lớp 1 cũng tham gia vào cái chương trình văn nghệ khai giảng năm học mới của nhà trường. Ngành giáo dục đã chỉ đạo tới các đơn vị nhà trường trong huyện thực hiện việc chuẩn bị các nội dung cho việc tổ chức ngày khai giảng năm học mới và ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường với phương châm ngắn gọn và chủ yếu dành thời gian để các đơn vị nhà trường tổ chức phần hội cho học sinh với những cái hoạt động thiết thực như là tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, các hoạt động tìm hiểu về truyền thống nhà trường, những hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, sao cho các em học sinh có cái tâm thế và khí thế vui tươi phấn khởi bước vào năm học mới. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tại đền kênh thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm vừa tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 901 năm ngày mất Linh Nhâm Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan 1117-2018. Nguyên Phi Ỷ Lan là nguyên phi của vua Lý Thánh Tông, là mẹ của vua Lý Nhân Tông. Bà là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, từng hai lần nhiếp chính thay vua điều hành đất nước, đã đưa ra nhiều chủ trương kế sách giúp giảm nạn đói, phát triển nông nghiệp, chiêu mộ hiền tài, dẹp thù trong giặc ngoài. Bà còn có công truyền bá đạo Phật bằng việc xây nhiều chùa chiền, khuyến khích việc học hành, khao thưởng tăng ni. Hàng năm, vào ngày sinh và ngày mất của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, nhân dân địa phương lại tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng nhớ đến công lao của bà. Trong các ngày diễn ra lễ hội, có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn như tế lễ dâng hương, thi đấu cầu lông, bóng chuyền hơi và các trò chơi dân gian. Từ đầu tháng 8 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho gần 400 đối tượng. Trong đó có 17 người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 39 người là dân công hỏa tuyến, 9 cựu chiến binh và 306 người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ hoặc thôi việc. Thời gian các đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2018. Cũng trong tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn ban hành quyết định giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 4 trường hợp được cử sang làm chuyên gia giúp nước bạn Lào, Campuchia và 3 thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Tổng số tiền trợ cấp một lần cho các đối tượng là trên 73 triệu đồng. Theo phản ánh của người dân, trong những ngày qua trên sông Hồng đoạn gần kè Hùng Cường thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên, có nhiều tàu hút cát trái phép hoạt động liên tục gây ảnh hưởng đến kè và bãi sông. Trong 3 ngày nay, ngày nào cũng có 3 tàu hút cát trái phép hoạt động. Ở thời điểm ban ngày, các tàu này hút cát trái phép bên phía tỉnh Hà Nam. Còn khi đêm tối, đặc biệt gần sáng chuyển sang hút phía bờ Hưng Yên gần mỏ kè ở xã Hùng Cường. Trung bình mỗi tàu có trọng tải 500 mét khối và mỗi ngày thường hút từ 3 đến 5 lần. Theo người dân ở đây, những tàu hút cát trái phép này thường hoạt động cao điểm ở những ngày nghỉ, ngày lễ. Các thuyền này đều ở nơi khác đến và khi hút xong đều chở xuôi dòng để bán. Điều đáng nói là khu vực này không chỉ có kè, mỏ kè mà còn có một số đoạn sạt lở bờ đang được thi công kè do tình trạng hút cát trước đây. Vì vậy, nếu không có biện pháp cương quyết ngăn chặn kịp thời tình trạng này thì rất có thể nhiều cung sạt nữa ở kè Hùng Cường lại tiếp tục xuất hiện. Và như vậy, ngân sách nhà nước lại phải bỏ hàng tỷ đồng để tiếp tục xử lý, bảo vệ kè, bãi sông do khai thác cát trái phép gây ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn giặt thời trang quốc tế trên địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm hơn 220 triệu đồng vì đã xả nước thải vượt quy chuẩn gây ô nhiễm môi trường. Công ty đã vi phạm về xả nước thải trong quá trình sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra sông Bắc Hưng Hải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong khu vực. Đây là doanh nghiệp hoạt động chuyên về giặt máy các sản phẩm may mặc công nghiệp.
trong nhiều năm qua, người dân khu vực này đã phản ánh kiến nghị tình trạng nước thải của doanh nghiệp xả ra môi trường thường có màu đen, nổi nhiều bọt trắng kèm theo mùi hôi thối khó chịu. Điều đáng nói là trước đó vào cuối năm 2017, công ty cũng đã bị xử phạt vì xả thải gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng này chưa được khắc phục triệt để, nay lại tái vi phạm, rất cần được xử lý nghiêm. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, làm bị thương 2 người. So với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017, số vụ tai nạn giao thông không giảm, số người chết giảm 2 người và số người bị thương giảm 2 người. Tai nạn giao thông xảy ra tại các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào và Phù Cừ. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông vẫn là do lỗi chuyển hướng không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Về hoạt động vận tải khách ổn định, không có tình trạng tranh giành khách và chở quá số người quy định. Giao thông toàn tỉnh trong 3 ngày nghỉ lễ đảm bảo thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc tại các trạm thu phí và các khu vui chơi giải trí ngày 2 tháng 9. Trong công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 354 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền xử phạt gần 280 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, do hiệu quả kinh tế đem lại cao, nên những năm gần đây nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ta đã đầu tư nuôi thả thủy sản, góp phần nâng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh tăng cao. Hiện diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 5.600 ha, tăng gần 1.300 ha so với năm 2013, tập trung nhiều tại huyện Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên. Nhờ áp dụng đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi, chuyển dần từ nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình sang hình thức nuôi theo hợp tác xã, doanh nghiệp, đặc biệt phát triển công nghệ, nuôi cá sông trong ao nước tĩnh và nuôi lồng bè trên sông với các đối tượng nuôi cho giá trị kinh tế cao như chép lai V1, cá lăng, cá siêu hồng, chám đen đã đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt gần 40.000 tấn, tăng giá trị thu được trên 1 hectare canh tác đạt trên 170 triệu đồng. Do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn tỉnh ta đã có một số diện tích cây ăn quả bị ngập úng. Để khắc phục thiệt hại, bà con cần tập trung khôi phục sản xuất, áp dụng các biện pháp sau. Thoát nước nhanh trong vườn, đặc biệt với những vườn đất thấp chuyển đổi từ đất lúa, giúp rễ mau thông thoáng, cắt bỏ những cành gãy, cành bị tổn thương nặng do gió bão tới mặt đất để phá váng khi đất đã xe mặt, giúp đất được thông thoáng. Riêng đối với cây nhãn sắp cho thu hoạch, không nên bón phân. Việc chăm sóc sẽ thực hiện ngay sau khi thu hoạch quả để giúp cây nhanh phục hồi. Với những cây thu hoạch muộn, có thể bón phân để kích thích cây hồi phục mọc rễ mới. Việc này thực hiện khi đất xe mặt. Với cây có múi, khi đất xe mặt, bón phân với liều lượng từ 0,1 đến 0,2 kg ure, cộng với 0,1 đến 0,2 kg kali clorua trên một cây, tùy vào loại và tuổi cây. Để kích thích cây hồi phục mọc rễ mới, phun phòng bệnh, liều lượng phun theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thưa bà con và các bạn, bệnh lem lép hạt xuất hiện vào thời kỳ lúa thấp tho chỗ đến chắc xanh. Nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, bệnh sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới năng suất, chất lượng. Do vậy, việc phòng trừ tốt bệnh này trong giai đoạn hiện nay sẽ giúp bà con giữ được năng suất lúa, đảm bảo chất lượng và mẫu mã hạt thóc khi thu hoạch. Thời tiết mưa nắng xen kẽ những ngày vừa qua là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển, khiến bệnh lem lép hạt trên lúa xuất hiện tấn công trên hạt lúa, làm cho hạt có màu nâu đen trên vỏ chấu. Bệnh hại vô cùng quan trọng ở giai đoạn lúa chỗ đến chín, đó là bệnh lem lép hạt. Và gần đây thì còn gọi là có một cái bệnh nữa xuất hiện, đó là bệnh lép vàng hạt. Nếu cái bệnh này gây hại trên hạt lúa thì sẽ gây ra hạt lúa đen lép hoặc là vàng lép. Để quản lý bệnh này thì bà con phải hết sức quan tâm đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là bà con phải bón, chăm sóc NPK cân đối, không lạm dụng đạm. Thứ hai là phải duy trì nước tưới. Và cái thứ ba là bệnh là chủ yếu là phòng ở nơi nào, ở những giống nào mà bà con những năm trước thường hay bệnh thì năm nay bà con phải hết sức quan tâm. Bà con nên hỗn hợp thuốc
Totan phòng trừ vi khuẩn với Tin Super là thuốc phòng trừ nấm để mà phun. Công tác phòng trừ dịch hại trong giai đoạn này là rất quan trọng và việc chọn đúng thuốc là nguyên tắc đầu tiên trong 4 đúng để đảm bảo hiệu quả trong quản lý dịch hại. Việc nắm bắt thông tin và nhận diện đúng những sản phẩm chất lượng như Tin Super 300EC sẽ giúp bà con nâng cao hiệu quả phòng trừ bệnh và đảm bảo năng suất chất lượng lúa gạo sau khi thu hoạch. Tin Super là cái sản phẩm số 1 để phòng trừ cái bệnh khô vằn vàng lá cũng như là bệnh lem nếp hạt. Trước hết là bà con chúng ta lựa chọn đúng cái sản phẩm tên là Tin Super. Cái thứ hai là bên góc trái của sản phẩm thì có cái mặt trời trên khóm lúa màu vàng. Bên góc phải là chữ Syngenta. Và lưu ý bà con là duy nhất Tin Super có một hàm lượng đó là 300EC. Thì đây là một số cái dấu hiệu để giúp bà con chúng ta có thể nhận diện được để có thể mua đúng cái sản phẩm Tin Super 300EC. Để bà con chúng ta có thể phòng trừ tốt nhất trong cái giai đoạn hiện nay. Hiện nay, lúa mùa trên toàn tỉnh đang ở giai đoạn chỗ bông đến chắc xanh. Đây là giai đoạn nhạy cảm đối với cây lúa, cộng với thời điểm thời tiết có tác động rất lớn như trời âm u, mưa nắng xen kẽ là điều kiện thuận lợi để lem lép hạt lúa xuất hiện. Để đảm bảo năng suất, bà con cần tham khảo và chủ động phòng trừ bệnh lem lép hạt như chuyên gia đã hướng dẫn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tham quan trải nghiệm tại vườn nhãn, loại hình du lịch mới phát triển ở tỉnh ta. Trang trại chăn nuôi gà đẻ theo phương pháp thụ tinh nhân tạo cho hiệu quả kinh tế cao. Di tích quốc gia nhà thờ Từ Vũ xuống cấp và ngập úng rất cần được quan tâm sửa chữa. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.